Chào mừng mọi người đã đến với kênh Các Hiệp Tuyên Cuộc Sống và Cú Trinh. Hôm nay hai mẹ con mình sẽ đi siêu thị Sura Sapa. Mọi người cùng đi với hai mẹ con mình nhé. Đây là một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Kota Kinabalu. Có các kiểu trang trí sẽ thay đổi theo từng chủ đề, kỳ lễ, kỷ niệm khác nhau. Vị trí nằm gần trung tâm mua sắm Westma Sapa và Stetsiton. Đây là trung tâm mua sắm phù hợp cho gia đình và bạn bè đi chơi. Bạn có thể ăn uống, xem phim, mua sắm quần áo và những thứ khác. Trung tâm mua sắm hiện đại có các cửa hàng quốc tế, khu ẩm thực, cửa hàng bách hóa và các thương hiệu nổi tiếng. Leo, Leo, hai mẹ con đang ngồi trước cây quan ấy của người ta. Sau khi lượm một vòng thì hai mẹ con mình ghé vào quán cơm gà Hải Nam này để mà ăn trưa. Chị nói chị ăn cơm gà mà. Sau khi ăn cơm xong thì hai mẹ con mình ghé vào quán Starbucks để uống nước.
Hai mẹ con xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh Cà Thiệp Tuyền Cuộc Sống và Cụ Trinh.